Trời ơi, dân Bạc Liêu mà sợ xuồng nước trời. Này vậy này con lấy này con bắt nè. Trời ơi, hù dân thúc nốt thì trời. Làm sao mà té hai đứa luôn đó. Nhúng nhúng thì té một cái sập hai đứa luôn. Anh Vinh lại đâu? Dèo, anh chụp An Giang. An Giang, cái bè với lại An Giang với lại thúc nốt xuống bàn. Con dở dây coi. Dở dây theo ra, theo kéo không về. Mọi người thì ngồi đưa cái cặp lên đây. Cô Khanh bỏ ba lô lên đi nha. Của anh Vinh. Của anh Vinh hả? Thì để dưới. Ở đây chụp cho tấm hình nào. Mẹ dân mà. Đâu có ai vô đâu. Dân gì? Dân Triệu Hiền. Khu này khu biệt lập mà. Nhớ. Xuống kìm xuồng là sao? Biệt lập nè, ngồi bên đây nó mát hơn nè con. Đâu sao đâu. Biệt lập mà ngồi đây đi nó mát hơn. Đây nó mát ngồi á, sao mà ngồi trước mà trước là không có bơi được. Nó nặng lắm, cái đầu nó lên được. Nó ngồi nặng lắm, em mà đủ nặng. Nhưng mà người ta nhẹ. Xuống dưới thận, tại vì cái đầu lâm nó phải nhỏng lên, con mới bơi được nổi.
Nãy đó, yeah. nãy cái đít vô, nãy cái đít đút vô cái đít. Người mập qua bên không? Không, con nó nhổng cái đầu lên là Lâm bắt đầu bơi nè. Rồi bơi đi. Bơi. Lại cái đít ra. Lại cái đít giọt vô. Khoan, đúng rồi, đó. Bơi tới. Rồi, bơi tới. Bơi tới dài đúng không? Nè mày chỉ cho. Buông mày chỉ cho. Nè. Em bơi đường vòng á vậy nè. Nè. Thí dụ như bây giờ mẹ nói, thí dụ như giờ nó bơi thẳng vậy nè đúng không? Nó đang thẳng vậy nè đúng không? Thì mẹ thí dụ như bây giờ nó lủi cái đầu này qua bên đây nè đúng không? Thì con phải quạt cái đít ra nè. Con muốn quạt sống như vậy nè. Đúng không? Còn bây giờ nó mà giờ nó lủi qua bên trái thì con phải để. Đi được nặng quá. Không lấy thì bỏ qua bên tay phải. Rồi lủi vô bờ. Lỗi giờ bụi bờ. Để ra cái nào. Để ra. Rồi, bơi, đẩy qua bên trái bơi, nó đẩy lực rồi. Kìm lại cái bên giữa luôn không ba? Anh vậy đang mè rớt cái chùm xuống anh quay. Nãy quay không được ổn ghê. Anh bận quay nhiều lắm. Thì đó, anh thấy anh bận rồi, anh không có chạy lên luôn á. Nghiệp, giờ tin nghiệp rồi đó. Im luôn hả? Hết chống trả. Hồi nãy mà cười 7 ngày. Em cười 7 ngày.